365 ngày cùng các thánh học trường Giêsu. Ngày thứ 310. Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthew chương 18 câu 2 đến câu 4. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Lời Thánh Bernardo Viện Phụ. Dù chúng ta là trẻ nhỏ và đường đời còn dài, chẳng những dài mà còn nguy hiểm nữa, nhưng chúng ta còn sợ gì khi được bao thiên sứ che chở bảo vệ, các đấng giữ gìn ta trên khắp nẻo đường đời là những vị không ai thắng nổi hay bị ai lừa gạt, lại càng không thể lường gạt chúng ta. Các vị ấy là những người trung thành, khôn ngoan và quyền thế. Vậy chúng ta còn sợ gì? Chúng ta chỉ cần theo các ngài, gắn bó với các ngài, ắt sẽ được sống dưới sự trở che của Thiên Chúa trên trời. Học với Chúa Giêsu. Khi còn bé, mình thường ước ao được mau lớn, để mỗi lần đi đâu không cần phải xin phép cha mẹ. Mình có thể tự quyết định mọi sự cho mình mà không cần tham khảo ai, hoặc không ai có thể quấy rầy hay cản trở mình nếu mình không cho phép họ. Đến lúc trưởng thành thì mình ước ao được trẻ lại và tìm đủ mọi cách để được trẻ mãi không già. Có người còn đi giải phẫu thẩm mỹ để được trẻ hơn. Con người mình là như vậy đó. Lúc còn bé thì ước ao được lớn lên trưởng thành, đến khi già rồi thì lại ước ao trẻ lại. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người trở nên trẻ nhỏ. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Trẻ nhỏ là những em bé hay khóc khi đói, khi không được quà từ cha mẹ. Nhưng trẻ nhỏ sống rất vô tư và hồn nhiên, không lo lắng gì vào tương lai, không tranh chấp hơn thua với đời. Gặp ai cũng có thể làm bạn được, đặc biệt tin tưởng vào cha mẹ của mình. Vậy có phải Chúa Giêsu mời gọi mình trở nên trẻ nhỏ là sống giống như các em bé, tối ngày chỉ biết khóc khi đói, khi không được quà của cha mẹ hay không? Có phải trở nên trẻ nhỏ là khi mình cầu nguyện van xin Chúa điều gì mà Ngài không nhận lời thì mình bực mình, khó chịu, than thân trách phận, hoặc có khi oán trách Thiên Chúa hay không? Tin mừng hôm nay mời gọi mọi người trở về căn tính của một Kitô hữu. Căn tính đó là làm con của Thiên Chúa trong tinh thần của trẻ nhỏ.
Tinh thần của trẻ nhỏ là tinh thần của sự khiêm nhường. Khiêm nhường là dùng ánh mắt của Thiên Chúa để nhìn mọi người. Nói cách khác, là nhìn mọi người với cặp mắt yêu thương và trìu mến, cho dù người đối diện với mình là ai. Khiêm nhường là nhận thức đủ và đủ về mình. Không phải kiểu khiêm nhường giả tạo, lúc nào cũng cho mình dở, mình thua người khác, để sau đó người khác biết mình có khả năng thì khen thưởng mình. Tinh thần của trẻ nhỏ còn là tinh thần ý thức rằng mình không thể nào sống không có Thiên Chúa, mà luôn luôn sống một cuộc đời của một đứa con, biết phó thác và tin tưởng hoàn toàn vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mình, và đặc biệt sống trong tâm tình tạ ơn Ngài, vì biết rằng Thiên Chúa luôn đồng hành bên cạnh để nâng đỡ và chở che mình trong mọi gian nan thử thách của cuộc đời. Giống như lời của Thánh Bernardo Viện Phụ đã nói, dù chúng ta là trẻ nhỏ và đường đời còn dài, chẳng những dài mà còn nguy hiểm nữa, nhưng chúng ta còn sợ gì khi được bao thiên sứ che chở bảo vệ, các đấng giữ gìn ta trên khắp nẻo đường đời là những vị không ai thắng nổi hay bị ai lường gạt, lại càng không thể lường gạt chúng ta. Các vị ấy là những người trung thành, khôn ngoan và quyền thế. Vậy chúng ta còn sợ gì? Chúng ta chỉ cần theo các ngài, gắn bó với các ngài, ắt sẽ được sống dưới sự chở che của Thiên Chúa trên trời. Bạn và tôi sợ gì khi biết rằng chúng ta chỉ cần theo các ngài, gắn bó với các ngài, ắt sẽ được sống dưới sự chở che của Thiên Chúa trên trời. Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Bernardo, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giêsu. Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi tập sống khiêm nhường bằng làm một việc nhỏ nào đó cho bất cứ ai mà từ trước tới giờ mình cảm thấy rằng với thân phận của mình không nên làm điều đó. Chẳng hạn như nở một nụ cười thân thiện khi giữ cửa cẩn thận cho một người khác bước vào, hoặc là nhường chỗ cho một vị khách khác trên một chuyến xe buýt. Dù rằng thân con chẳng đáng,
nhưng Chúa vẫn thương chọn chính con trong tình yêu. Tình Chúa yêu con thật nhiều, dù biết con chẳng là gì, Ngài vẫn yêu thương bao bọc trong Ngài luôn mãi. Ngài hỡi con xin từ đây nguyện bước theo chân Ngài luôn, và sống muôn đời cho trọn theo lời phúc ân. Tựa như nụ hoa bé nhỏ, mộng giòn đơn sơ hèn yếu, ôi Chúa hỡi sao Ngài vẫn thương con, để con liên kết với Ngài, chọn tình yêu trong thầm xa. Trong Giê-xu con nguyện mãi nên như lễ dân. Tình Chúa yêu con thật nhiều, dù biết con chẳng là gì, Ngài vẫn yêu thương bao bọc trong Ngài luôn mãi. Ngài hỡi con xin từ đây nguyện bước theo chân Ngài luôn, và sống muôn đời cho trọn theo lời phúc ân. Nụ hoa đơn sơ bé nhỏ,